Thì chào em, hôm nay thầy đi chữa cái đề thi học kỳ 2 khối 6 môn toán. Hôm nay cụ thể là thầy đi chữa cái đề của trường Lương Thế Vinh năm học 2017-2018. Vậy thì thầy sẽ lấy một số cái đề tiêu biểu của các cái trường tốt để thầy chữa và thầy thông qua các cái đề như thế này. Thì thầy sẽ thầy cho chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm và thầy sẽ chỉ cho chúng cái lỗi mà chúng ta hay mắc phải khi chúng ta gặp những cái bài toán dạng này, bởi vì chúng ta vừa mới chuyển từ cái giai đoạn tiểu học lên trung học cơ sở thì chúng ta làm quen với một số cái khái niệm toán mới, ví dụ như là số nguyên, cùng dấu, trái dấu thì cái phần cộng trừ nhân chia thì nó không có gì cả, nhưng mà khi mình thực hiện phép tính, đưa vào phép tính thì chúng ta rất là hay bị mắc lỗi. Thêm vào nữa là cái phần phần lý thừa và đặc biệt là cái những cái thực hiện phép tính mà có nhiều dấu ngoặc, bản chất của nó cũng là từ các cái phép tính giống như toán lớp 4, lớp 3, lớp 4 thôi, nhưng khi chúng ta gặp nhiều cái dấu ngoặc thì chúng ta sẽ mắc phải những lỗi rất là đáng tiếc. Mà qua các năm thì dạy các anh chị thì thấy cái điều có đặc điểm chung là như vậy nha. Chúng ta khắc phục được những cái lỗi như thế thì điểm của chúng ta trên lớp sẽ cao, bởi vì các con cứ nhìn nhận cái vấn đề các cái bài kiểm tra gần đây, đặc biệt là giữa kỳ thì điểm khối 6 rất thấp nhá, điểm khối 6 rất thấp, toàn mắc phải một cái lỗi rất là sơ đẳng, đúng chưa? Vậy thì để khắc phục được điều đó thì thầy sẽ quay trực tiếp và thầy sẽ phân tích trực tiếp các cái tình huống mà chúng ta có thể nhầm, chúng ta cũng quan sát thật kỹ, sau đó thì chúng ta sẽ làm đề, mà khi gặp những câu tương tự như thế chúng ta phải tỉnh táo chút này thì nó sẽ đương nhiên là sẽ đạt kết quả cao. Và đầu tiên là cái phần trắc nghiệm câu 1 này. Nếu góc x log y câu 1 phần trắc nghiệm này, một đáp án phần trắc nghiệm gồm có hai điểm thì có bài một thì ở đây là có bài một ở đây có bốn ý thứ nhất là nếu góc xoy bằng 40 độ chấm phải góc ioz bằng 20 độ thì và xoz bằng 60 độ thì suy ra thì gì ạ? Thì toy OI nằm giữa hai kia, OX và OZ. Vậy thì cái này người ta đã kiểm tra về cái định nghĩa thôi. Nhá, có thế này, góc X, OI và IOZ có thế này, nó đều có cái thằng OI chung, POI chung. Rõ ràng là rằng OI nằm giữa rồi, nằm giữa rồi, tất cộng là 40 cộng với 20 thì bằng 60, như vậy là OI nằm giữa hai kia OX và OZ để suy ra cái này là kết quả là không phải từ đó suy ra cái này chúng ta nói là đúng nha. Có hai, nhớ nha, đúng nha. Có hai tam giác PQR, tam giác PQR là hình vùng ba bạn, là hình gồm ba đoạn, là hình gồm ba đoạn thẳng PQ, QR và RP. Vậy thì cái khái niệm này chúng ta đã học từ lớp điện lớp 4 khi mà chúng ta làm quen với cái các hình nhà, hình tròn, hình vuông, hình thoi, ok chưa, hình tam giác. Đó. Như vậy là cái này là gì ạ? Là đúng nha. Đó, suy ra đúng. Ok. Câu 3. Nếu tia OX nằm giữa hai tia OY và OZ thì nằm giữa hai tia OY và OZ, OY và OZ
có z thì OI có z thì tốc x OI cộng với z OI bằng x OZ. X OZ có thế này. Ở đây có thế này. Nó có đều có OI chung. Nó có đều có OI chung. Từ đó suy ra OI phải nằm giữa. OI phải nằm giữa chứ không phải là OX. Nhớ là nó có hai cái gì chung thì chúng ta cái đi tia đó phải nằm giữa nhé. Vậy thì ở đây là kết luận ở đây là gì? Thì có thể là sai nhá, kết luận là sai. Tiếp theo câu 4, hai góc kề bù là hai góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Hai góc kề bù là hai góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Cái này là đúng hay là sai? Hai góc kề bù là hai coi như này. Cái này là sai nhau thế này. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù. Vậy thì kề là gì? Kề là nó phải có một gì, một cạnh chung nhá, thì mới gọi là kề. Vậy thì đấy, thầy chứng minh cái câu này là sai như thế nào? Đây thầy nói là đây là O nhá. Đây cái góc, đây hai góc này với góc này, góc này với góc này nó tạo bởi hai tia đối nhau đúng không? Nhưng góc này cộng với góc này không bằng 180 độ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đó, góc này với góc này cộng nhau bằng 180 độ, nhớ chưa? Mà chỉ có góc này này cộng với góc này 180 độ. Vì tại sao cộng với 180 độ? Bởi vì nó có một cái tia là tia chung, còn hai tia còn lại là hai tia đối nhau. Như vậy là cái câu này là câu địa, câu 4 là câu sai. Câu 4 là sai nhá, nó không phải đúng cái gì, cái định nghĩa của hai góc kề bù, nghĩa là hai góc kề bù. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù, còn hai góc bù thì là gì? Hai góc gọi là bù nhau à, khi mà chỉ khi chúng có tổng số đo bằng 180 độ. Chỉ cần hai số có góc, hai góc có tổng 180 độ thì là hai góc bù nhau rồi. Còn kề bù thì nó phải vừa kề vừa bù nhá, vừa có một cái à, một cái tia chung à, tức là một cái chung đấy, và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. Vẫn nhớ chỗ này cái khái niệm nó không thì chúng ta nhầm loại hết ở đây nhá. Tiếp theo cái bài số 2, bài số 2 cũng gồm có 4 câu. Con nhớ rằng là học sinh rất là hay nhắc điểm những cái câu trắc nghiệm bởi vì mình quá chủ quan nhá. Bài số 2 là thế này: số nghịch đảo của 0,25, con nói này, số nghịch đảo 0,25. Vậy thì 0,25 bằng 1/4. Vậy thì thế nào là gọi là hai số nghịch đảo với nhau? Hai số nghịch đảo với nhau là hai số mà tích của chúng thì tích của chúng bằng 1, vậy thì con nhân với số nào đó bằng gì? Bằng 1. Bằng 1 đúng không? Vậy thì 4 là đây chính là nghịch đảo của 1/4. Vậy thì đó chính là nghịch đảo của 0,25, được chưa? Nhá, cái kết quả đây là đáp án gì? Đáp án B. Đấy là suy đáp án B, được chưa? B. Câu số 2, đây là 1. Câu số 2. 60% của 55, các bạn nhìn này. 60% của 55. Vậy thì nó sẽ bằng lại của đây sẽ là phép nhân. 60 chia cho 100 nhân với 55. Vậy thì kết quả quay cái này là bằng, cái này là 3/5. 3/5 nhân với 55. Vậy thì đúng rồi, 3/5, kết quả ở đây là chia cho 5, kết quả 11 bằng kết quả 33. 33. Vậy thì 33 ở đây là chọn đáp án thì ta suy ra ở đây là đáp án A. Nhá, đáp án A. Câu 3. Để cho con. Câu 3. Biết 6/7 của x là 12, con nhìn này. 6/7 của x là 12, tức là nhân lấy x nhá, nó bằng 12. Vậy thì từ đấy ta suy ra là x nó sẽ bằng 12 chia cho 6/7 thì tiếp nhân với 7/6 nhá. 7/6 trong nhân thì kết quả bằng 14, được chưa? Vậy thì kết quả bằng 14, vậy thì ở đây là chọn đáp án D nhá. Đấy là suy ra đáp án D, đúng chưa? Đáp án D. Tiếp theo tỷ số phần trăm của 7/10 và 7/5 là có thế này. Tỷ số phần trăm của cái gì và cái gì thì cái gì là nói trước thì là tử số và cái gì nói sau là mẫu số. Vậy thì ở đây nó chính là gì? Tỷ số phần trăm của 7/10 và 4.
7 phần 10 và 7 phần 5, tức là ta chia cho 7 phần 5. Vậy thì kết quả ở đây là nhân 100%. Kết quả bằng 7 phần 10 nhân với 5 phần gì? Phần 7 nhân với 100%. Vậy thì kết quả ở đây là gì? Con rút gọn cái này còn 2, vậy thì kết quả bằng 50%. Kết quả bằng 50%. Như vậy là ở đây đã chọn đáp án đấy, suy ra chọn đáp án C nha. Ở đây chọn đáp án C. Đó, chúng ta làm các nghiệm chúng ta phải lưu ý, đặc biệt lưu ý những cái nhẹ, những cái nó đơn giản như này thôi, nhưng mà chúng ta cũng rất là dễ phát điểm, chúng ta không được chủ quan. Xong chưa? Tiếp tục chúng ta đi vào cái phần tự luận nha. Thế đi vào 2 năm á, tự luận. Tự luận câu A: 0,6 nhân với 20/11 nhân với 20/21 trừ đi 3/4 cộng với 1/3 chia cho 2/1/6. Các bạn chú ý này, khi làm bất kể một cái bài toán dù khó hay là dễ, chúng ta cũng phải phân tích đề bài thật là kỹ. Cái việc đầu tiên chúng ta phải chép đề bài chuẩn đã nhá. Cái việc thứ hai chúng ta phải phân tích đề bài, chúng ta tìm được hướng giải, chúng ta mới bắt tay vào chúng ta để chúng ta làm. Trong trường hợp mà chúng ta chưa tìm được hướng giải thì chúng ta đừng có biết, thấy chưa? Về nguyên tắc như thế. Bởi chúng ta giống như việc ra đường thôi, ta đi đâu thôi, chúng ta phải biết thật là mình đi đâu thôi nhé. Đi đâu chúng ta chạy ra đường cứ lao lên tên nhé, chả lý thì trước sau thì cứ phóng thôi. Làm quán cũng vậy nha. Đấy, rất là nhiều bạn dập dập cho xóa bởi vì không biết cách làm, nhưng mà cứ viết nha, cứ viết xong lại chả thấy đâu lại xóa đi, nghe chưa? Đấy, thêm vào nữa là trong toán học ấy, chúng ta làm đúng đâu người ta cho điểm ở đấy, do vậy chúng ta nhé, chưa làm được đáp án thì cứ để trống lên nhé, để trống ra, còn cái phần trên cứ để nguyên như thế, đừng có dập xóa hết, cực kỳ phí nha, chúng ta lưu ý. Và bây giờ chúng ta đi phân tích kết hợp đề bài cụ thể. Và chúng ta thấy này, về nguyên tắc thì tính ở trong khoảng trước nhân chia cộng trừ sau. Tuy nhiên đối với các cái bài tính toán có nhiều cái bài tính nhanh thì chúng ta thực hiện các nhân phân phối hoặc là chúng ta thực hiện quy tắc tháo gọn để làm sao để nhóm các cái hạng tử nó vào với nhau để nó cùng mẫu, sau đó lại cộng vào nhau, ví dụ hỗn số hay là phân số thì chúng ta nhóm như vậy thì nó rất là phổ biến nhá. Và bây giờ cái bài này, đối với bài này chúng ta thấy này, nó chẳng có cái gì liên quan nhau 4, 3, 21 và 6 thì khả năng rất là cao là chúng ta sẽ tính cái này, sau đó nhân bình đẳng của cái này, rồi là tính cái chuyển cái này từ gì từ số tập phân ra phân số nhá, rồi chúng ta rút gọn bình thường. Và thì thực ra là đấy là cái nguyên lý ở đó. Và thì chúng ta thấy này, 0,6 thì bằng 6/10, 6/10 đấy tức là bằng 3/5 nhân với 20/21. Như vậy là ở đây là nó đã xuất hiện cái cử chưa, ok chưa? Con nhớ này, đến đây chúng ta chú ý cái này này, rất nhiều học sinh được thầy trở hơi những cái điểm này, nếu mà thầy thì cả chết bỏ hết nha. 20 rút gọn 5 thì cái này còn 4, thì chúng ta đi 4 ở đây, số 4 là ở dưới này nhỏ thôi, và nhớ phải đóng một ngoặc vào nhé, cho nó nhận ra. Nếu mà nó đóng một ngoặc vào lại số to cây thì người ta gọi là 204, được chưa? Tiếp 3/21 thì kết quả ở đây còn bằng nhá, ghi ở dưới. Thêm nữa này, khi 21/3 rút gọn cho 3 thì cái này bằng 1, thì chúng ta đừng ghi ra 1 để nên chúng ta hiểu nó là con 1 thôi. Nếu chúng ta đừng ghi 1 nữa mà cho nó rắc rối ra nhá, nhìn cho kinh rợn. Đấy chưa? Tiếp đến đây chúng ta thấy này, trừ đi cái ngoặc này chúng ta quy đồng mẫu vào đây là 12. 12 đây là nhân 3 thì là 9 nhá. 9 ở đây cộng với mấy? Cộng 4. Được chưa? Bây giờ thế này, có nhân bình đẳng luôn cho thầy. Đây là đổi hỗn số là 2 nhân với 6 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13, 13 bằng 6 thì chia cho 13 bằng 6 thì nhân với bình đẳng là 6/13, đúng không? Để tiếp tục là thế này, cái này còn 4, cái này còn 7 và cái này còn 4/7. Tiếp trừ đi thì là cái này là 13 phần 12 nhân với
6/13, quá đẹp chưa? Đó, thế là nó ra hết đấy mà. Với kết quả là bằng thì bằng 4/7 trừ đi 1/2. Vậy thì mẫu chung ở đây nó bằng 14 nhá. Nó bằng 14. Vậy thì khi mẫu chung là 14, con viên là một cái mẫu rồi. 14, cái này là nhân với 2 là 8, cái này là 8 trừ đi gì? 7. Kết quả bằng 1/14. Nó dễ thế thôi nhưng mà rất nhiều bạn thì trình bày con cao hơn con bằng sai, thậm chí con chép thì bài sai nhưng rất là nguy hiểm. Kể cả đấy, chúng ta đừng có chủ quan mà chúng ta phải tự bắt tay vào chúng ta làm, bắt tay vào làm xem nào mình có làm chuẩn hay không nhé. Còn là nghe video không ấy thì là thì cơ bản là hiểu, nhưng thực tế là khi bắt tay vào làm thì nó lại sai bé bét nhé. Nha, nên chúng ta đừng có chủ quan, phải ghét nhất là chủ quan nhé, ghét nhất là chủ quan. Câu số Câu B đây là 4/13 cộng với 2009 phần 2010 trừ 17/13 cộng 1/2010 cộng với 2011 12/13. Có thế này, chúng ta phải quan sát này. Khi làm cái này là phân số, cái này là phân số, vậy con cứ đi tìm cái thằng nào mà có cùng nhỉ, có cùng mẫu, con nhóm vào nhau thầy nhá. Còn cái này là phân số ấy, là 2011 12/13, bản chất của nó chính là 2011 cộng với 12/13. Vậy thì chúng ta có sử dụng cái này tí, chúng ta có sử dụng nó hay không, chúng ta nhận để từ từ đã biết. Vậy thì chúng ta sẽ nhận nhóm cái thằng này với thằng này có nhau là cùng mẫu này, và thằng này cùng nhau cùng mẫu. Vậy thì chúng ta sẽ biết được cách làm rồi, chúng ta có thể kiếm cách làm thôi. Đó là 4/13 con trừ đi 17/13 đó, rồi cộng với là 2009 phần 2010 đấy, rồi cộng với 1/2010 đóng vào lại, rồi cộng với 2011 12/13. Và đây thế này 4 mà trừ 17 trừ 13 trừ 13 trên 13 thì kết quả là 1. Cái này cùng mẫu rồi, vậy thì là bằng 2010 đúng không? Trên 2010 là cộng 1 đúng không? Vậy thì hai cái này số đúng nhau cộng với nhau bằng 0, vậy thì cộng đấy là 2011 12/13. Vậy thì lúc này ấy, là gì nào? Là kết quả nó chỉ là cái này thôi, do là chúng ta không phải nhân nó làm gì nữa, nó to nhá, để nguyên mẫu số như thế. Con nhớ là cái phần gạch của thầy ấy, là trong bài thi của chúng ta không nên gạch, biết chưa? Nó tùy từng giáo viên có thể chấp nhận và có những giáo viên không chấp nhận, nên là chúng ta cứ ngầm hiểu, chúng ta gạch trên đầu thôi, thế ra kết quả nó là thế này, được chưa? Còn có nhiều bạn có rắc rối thì quy đầu lên kiểu ôi con số to khủng khiếp nhá, tự nhiên là mua dây của mình nhá, được chưa? À, đây là câu B. Câu C này là 73/29 cộng 4/9 nhân với trừ 7/29 cộng với trừ 7/29 nhân với 5/9. Quan chú ý này, kể cả đề bài nó cho như sau này, nó để dấu âm ở đây là trừ 4 này, còn chỗ này là 7/29 này, còn chỗ này là trừ 7/29. Vậy trong mình hiểu lại như thế này, quan âm ta chuyển sang đây là trừ 4 cũng được nhá, trừ 4 này và cái này biến thành dương, hoặc là tương tự như thế, cái này là trừ gì, trừ 7 và biến thành đây là trừ 5 và cái này là dương 7. Bởi vì tại sao a nhân trừ b cũng bằng với trừ a nhân b, hiểu chưa? Vậy thì như vậy là chúng ta biết như vậy là chúng ta thấy này, nó đều có cái này chung chưa,
nhá, nó đều có cái này chung, ok chưa? Nó đều có cái này chung. Chỗ này chúng ta không nên nên nhân vào làm gì, bởi tại sao? Có thế này, 4 cộng với 5 thì bằng 9. Nhưng mà con nhóm con cái này vào với nhau nhá. Con này với cái này với nhau thì nó sẽ được kết quả là bao nhiêu? Nó sẽ được kết quả bằng -7/9. -7/9 thì chỗ này con lại tách ra thì bằng 7/3 và cộng với 7/9, như vậy 7/9 trừ 7/9 hết rồi đúng không con? Vậy thì sao kết quả bằng 7/3? Đấy, nhờ một cái là luôn kết quả 7/3. Xong chưa? Đấy là lớn với những bạn thông minh và có kỹ năng làm bài thì nhầm rất là chay. Điều này thực hiện rất bình nhỉ. Bằng 7/3 7/29 rồi trừ đi 7/29. Thầy đặt đây là số cộng thì đặt số trừ ra ngoài nhá, thì như vậy là kết quả đây là 4/9 cộng với 5/9, được chưa? Vậy thì kết quả đây là thế này, kết quả một cái này chúng ta cách là bằng 7/3 cộng với gì 7/29 và trừ 7/9 à 7/29 rồi cái này bằng 1 mà, vậy thì kết quả đây là bằng 7/3 đúng không? 7/3 đó, nó rất là dễ thôi, không có gì cả. Cái bài thì biết đây, đến cái bài số 2, bài thì biết này là cái bài mà chúng ta rất là dễ mất điểm nhá, rất là có mắc rất là nhiều lỗi nhá. Và sau đây là những cái lỗi mà chúng ta hay gặp thì thầy chỉ chúng ta rút kinh nghiệm. Bài số 2 bài này là có 1,5 điểm là 3 câu tìm x. Biết con nhớ là cái bài tìm x thì chúng ta phải kết hợp nha. Để biết câu A 4/7 cộng với 3/7 x sẽ bằng 1/2. Đây, những lỗi mà thường gặp như sau. Những học sinh làm ở như sau. Các bạn sẽ làm như sau này, 4/7 cộng với 3/7 x thì bằng 1x, tức là bằng x. Sai hoàn toàn. Bởi vì chỗ này nó không có x, mà chỗ này nó có x thì làm sao chúng ta cộng lại và ngang được. Nhớ chưa? Đó, nhiều bạn làm những lỗi cái này rất là buồn cười, luôn. Kiến thức sơ đẳng của lớp 3 và lớp 4. Nhá, chúng ta học lớp 4 là phân số rồi. Vậy thì điểm nào kết quả có thành như sau, chúng ta coi cái 3/7 nhân x nó là số hạng thứ hai. Vậy thì muốn tìm x thì chúng ta phải tìm được số hạng thứ hai bằng cách ta lấy tổng và trừ được số hạng kia. Xong kia sau đó thì giải thiết 3/7 nhân x bằng 1/2 trừ đi 4/7. Vậy 3/7 bằng cũng chung là 14 nhân lên là 7 và trừ đến 8. Vậy thì 3/7 kết quả bằng -1/14. Vậy thì x ở đây, bây giờ muốn tìm thừa số ta lấy tích và chia thừa số kia là -1/14 mà chia chỗ này thì chúng ta nhân với 7/3. Vậy thì x ở đây rút gọn cái này kết quả nó bằng gì? -1/6. Đến đây có nhớ là về nguyên tắc các bạn tìm x chúng ta phải có cái câu kết luận vậy nha, chưa kết quả vậy. Và x bằng giá trị đây là điểm -1/7/6, xong chưa? Vậy x bằng giá trị đây là 1/6, xong chưa? Con nhớ nhé, đó phải có cái câu kết luận này thì mới là đủ nhé. Cái câu B. Câu B là x trừ đi 25% của x trừ đi 1/2 nhân x sẽ bằng -1/4. Con thấy này, bạn Châu ngày qua thì có xem bài bạn đấy, bạn ấy chép cái bài sai bởi vì bạn thế này ạ. Chỗ này là 25% của x mà bạn ấy ghi thì 25%. Sau đó bạn ấy đặt x ra ngoài mà chỗ này không có. Vẫn là không được cái sợ chứ. Như vậy là cực kỳ, đây là lỗi cực kỳ đáng trách nhé. Như vậy là đây là cái này. Vì người ta làm các cái bài toán mà có hai con x trở lên thì
chúng ta nhóm tất cả các x vào với nhau và mùng một, sau đó con đặt x ra ngoài và chuyển tất cả số ra bên kia cho thầy nhá. Rồi giải bình thường con thấy này, đây là con một con x, đây là hai con x, đây là ba con x, đây là như vậy là con nhóm tất cả vào với nhau, và đây là chính là gì, là một đặt x ra ngoài là một trừ đi 25% là 1/4 và trừ đi 1/2 nhân x, kết quả bằng cái này là gì, trừ 1/4 thì kết quả bằng con nhớ này, bằng là ta quay ra dấu trừ che đi này, 1/4 + 5 thì bằng -5/4. Như vậy kết quả đây là mẫu chung là mấy, là 4, cái này là 4 trừ đi 1 trừ đi 2 đó mở ngoặc vào nhân x, kết quả bằng -5/4 -5/4, cái này là 4 trừ đi 3 bằng 1/4 nhân x chỉ bằng -5/4. Lúc này con thấy này, x ở đây ấy, nó chỉ bằng -5/4 chia cái này thì chúng ta nhân với 4/1 và thì rút gọn đây kết quả bằng, và thì x ở đây bằng -5, nhớ -5 nó không phải bằng 5 nhé, nhiều bạn đừng có làm 5 thôi đấy, thấy chưa, nên là chúng ta phải cẩn thận. Như vậy là kết luận là vậy, x bằng -5, x bằng -5, thấy chưa. Đấy. Còn là nếu mà có hai giá trị thì x thuộc nhá, x thuộc tập hợp nhá. Tiếp theo cái câu số câu C. Câu C là cái câu mà rất là nhiều học sinh bị thiếu nhá. Bây giờ thấy cái chỉ là tại sao thiếu này. Nhá, câu C. Câu C này là 11 nhân x trừ đi 3/4 tất cả bình cộng với 21 9/17 bằng 29 9/17. Có thế này, đây là lưỡng thừa chẵn của một số, vậy thì ta coi nó là những số hạng thứ nhất, ta coi là số hạng thứ nhất nhá, ta coi là số hạng thứ nhất. Vậy thì ở đây ta coi là số hạng thứ nhất này, vậy thì ta lấy cái tổng và trừ đi số hạng thứ nhất thứ hai này thì ra được kết quả, thì ra được kết quả. Nhưng nếu nó ra được kết quả là số dương thì nó xảy ra hai trường hợp, ví dụ là ta nói là x bình bằng 9 chẳng hạn, thì nó suy ra x đó, x bình nó sẽ bằng cộng trừ 3 tất cả bình, và nhớ tất cả bình ở đây nào, vậy thì nó suy ra x ở đây bằng cộng trừ 3. Rất nhiều học sinh là trách nhiệm sẽ làm là x bằng 3 thôi, như vậy thiếu trường hợp bằng trừ 3 là sai, nhớ đây là lưỡng thừa chẵn nha. Tiếp tục ở đây ví dụ như là x trừ đi 3 bình tất cả bình sẽ bằng 4 chẳng hạn, bởi vì lúc này là nghiệm là x trừ đi 3 tất cả bình sẽ bằng cộng trừ 2 tất cả bình, bởi vì lúc này suy ra từ đó suy ra x trừ đi 3 sẽ bằng 2 hoặc là x trừ đi 3 sẽ bằng -2, giải thiết ra là chúng ta xong chưa, giải thiết ra vậy thì ở đây cái này thầy liên qua cái là thầy đã thấy là bằng 29 mà trừ đi 21 rồi, 29 trừ 21 bằng 8. Như vậy là chúng ta mới học lớp 6, chúng ta chưa học được căn thức bậc 2, do vậy chúng ta không được giải được câu này. Vậy thì nghĩ rằng là đây là đề bài sai rồi, cái bài sai chắc là có một giáo viên người ta đánh máy nhầm thôi. Thầy nghĩ là chỗ này là 20, con sửa thầy cái này là 20, con sửa này là 20 thầy, thì nó sẽ ra. Vậy thì thầy nhé, là 11 nhân x trừ đi 3/4 tất cả bình nó sẽ bằng 29 9/17 trừ đi 20 9/17. Vậy thì cái phân số này có phần hỗn số, có phần phân số giống nhau, do vậy chúng ta chỉ lấy phần nguyên trừ phần nguyên thôi. Lý do tại sao thầy chứng minh một tí, thầy chứng minh 11 nhân x trừ đi 3/4
cảm hình. Ở đây các bạn cụ thể đây các bạn thấy sao này, thầy chứng minh được tại sao bằng 9 nhá. Lý do này đây, các bạn 29 mà trừ đi 20, con cộng là cái phần phân số mà trừ đi phần phân số, tức là 9/17 và trừ đi 9/17, hiểu chưa? Còn cộng thì sao? Còn cộng thì chúng ta thì chúng ta chỉ cộng phân số bằng nhau, đương nhiên. Vậy thì ở đây chúng ta thấy đây là 11x trừ 3/4, tất cả bình nó sẽ bằng 9, đúng chưa? 9 ở đây chúng ta là 9 ở đây nó chính là cái số chính phương của chúng ta, số chính phương ở lớp kỳ 1 rồi, đó là gì ạ? Bằng 11x trừ 3/4, tất cả bình nó sẽ bằng cộng trừ 3 tất cả bình. Con nhớ nhá, đến đây là nhiều học sinh là bị chết đấy này, nhiều học sinh là ổn đến mức như thế này, nhìn ra thì chỉ là cái lỗi hay lỗi các bạn mà chúng ta sai ở trên thì đúng ở dưới, chúng ta cứ về chúng ta tưởng là chúng ta đúng, các bạn là giáo viên người ta chấm chặt quá, con có sai đâu, con làm ra kết quả đúng giống bạn, tại sao lại con được điểm thấp? Đây lý do tại sao thấp là nhìn này, nhiều bạn là sẽ bằng này, nhiều bạn là làm theo thì gọi là gì, là bằng cộng trừ 3 bình phương. Cộng trừ 3 bình phương là sao hoàn toàn? Thì chứng minh này, à, về chứng minh nhá, 3 bình phương thì đương nhiên bằng 9 đúng không? Còn trừ 3 bình phương thì kết quả bằng trừ 9. Bằng trừ 9 không phải bằng 9 đâu, sai nhá. Do vậy mà chúng ta phải đóng mở ngoặc này vào nhá. Đóng mở ngoặc này thì nghe là đúng, còn không có đóng mở ngoặc là sai luôn. Nhá, là sai luôn. À, nhớ các bạn phải rút kinh nghiệm. Như vậy là từ đấy ta suy ra 11x trừ đi 3/4, kết quả là cộng trừ 3, các bạn đã chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tài kết quả là trường hợp 1 là 11x trừ đi 3/4, kết quả bằng 3. Vậy thì 11x nó sẽ bằng 3 cộng 3/4, 11x nó sẽ bằng đấy 12/15/4, x đấy bằng 15/4 chia cho 11, tức là nhân với 1/11. Vậy thì x ở đây nó sẽ bằng 15/14, đúng chưa? Đấy, trường hợp hai đó là 11x trừ đi 3/4, kết quả bằng trừ 3. Vậy thì 11x bằng trừ 3 cộng với 3/4, 11x nó bằng với trừ 12 cộng 3 là trừ 9/4. Vậy thì x ở đây sẽ bằng trừ 9/4 nhân với 1/11. Vậy thì x ở đây nó sẽ bằng trừ 9/44. Vậy thì trừ 9/44 để ta kết luận vậy nha, kết luận đây. Kết luận là gì? Phải có khối lượng nha. Ở đây là có hai giá trị đúng không? Có hai giá trị thì chúng ta sẽ kết luận như sau, các thì vậy. X thuộc các giá trị là gì? Là trừ 9/44 và 15/44 nha. Đó, chúng ta phải kết luận như vậy, được chưa nào? Đó, xong, ta đã xong cái phần này, chúng ta chú ý nha. Còn trong trường hợp này, lũy thừa chẵn của một số, nhớ là chẵn là số ăn, lũy thừa là một số mũ hay là 2, 4, 6, 8, mà nó kết quả chẳng may nó tính nó bằng một số âm, thì lúc này ta nói là suy ra x thuộc dẫm nhá. Bởi vì bình thường một số không bao giờ là một số âm được. Ngoài ra trị tuyệt đối của một số nó cũng như thế nhá, trị tuyệt đối của một số hay là lũy thừa chẵn của một số nó giống hình nhau, không nhau thế nào, được chưa nào? Đấy. Rồi chúng ta đi vào cái bài số 3, cái bài toán đố nhá. Bài toán có lời văn. Bài toán có lời văn như sau. Một nhà máy có 3 phân xưởng, số công nhân của phân xưởng 1 bằng 30%, thầy tóm tắt này. Phân xưởng 1 bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy, tổng công nhân
nhà máy phân xưởng 2, số công nhân ở phân xưởng 2 bằng 4/3, số phân nhân bằng 4/3 số công nhân của phân xưởng 1, 4/3 số công nhân của phân xưởng 1. Ta phân xưởng 2 bằng 4/3 số công nhân của phân xưởng 1. Tiếp phân xưởng 3 bằng 144 công nhân. Rõ ràng chúng ta phải tìm cái phân số chỉ, cái phân số chỉ gì? Chỉ 144 công nhân này nó là phân số nào. Sau đó từ cái phân số đó chúng ta suy ra tổng số công nhân của toàn nhà máy. Có thế này, phân xưởng 1 thì bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy. Vậy thì đó ta giải như sau này, ta giải nhá, chú ý này, cái này là nhiều bạn sai, cái này rất là lớn ạ. Nhá, đó là số công nhân, dấu cộng thứ nhất, số công nhân phân xưởng 1 là số phân công nhân phân xưởng 1 là 3/10 nha, 3/10 toàn nhà máy, toàn nhà máy. Tức là toàn nhà máy chúng kia. Tiếp số phân công nhân của phân xưởng 2 bằng 4/3 số công nhân phân xưởng 1. 4/3 thì tức là có 4 nhân với 3/10 đó. Có thể là sao không? Nhé. Số thì công nhân. Cái này là 30% thì có phải là bằng nghiệp bằng 3/10 không? 30% thì có phải 3/10. À, số công nhân phân xưởng 2 là cái số phân công nhân phân xưởng 2 là gì? Là lấy 4/3 mà nhân với 3/10. Vậy thì kết quả bằng là bằng gì? Cái này chúng ta cái này bằng 2/5 toàn nhà máy. Tức là số cụ thể đây là gì? Số công nhân toàn nhà máy này thì làm tắt thêm một tí như thế nào? Số công nhân là nào? Như vậy là biết số công nhân của phân xưởng 1, biết số công nhân của phân xưởng 2. Vậy thì biết phân số của nó, vậy có tìm được cái phân số của phân xưởng thứ 3 không? À, biết phân số của phân xưởng thứ 3 rồi mà phân số này nó chỉ 144 công nhân, có tìm được tổng số công nhân toàn nhà máy không? Có đúng không? Đó, thấy chưa? Ý thứ 3, ta nói là phân số chỉ số công nhân chỉ gì? 144 công nhân phân xưởng 3 là phân số chỉ là bây giờ đây là hiện toàn nhà máy 100%, tức là 1 là trừ đi tổng số công nhân của phân xưởng 1 và 2 là 3/10 phân cộng với số công nhân là 2/5, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì kết quả là bằng 1 và trừ đi hay là 2 trừ đi 7/10, đúng không nhỉ? Cái kia là 3/4, đúng rồi, 7/10. Vậy kết quả bằng 3/10. Ai chạy phân xưởng? Phân xưởng cũng bằng 3/10, bằng phân xưởng 1, phân xưởng 2 bằng nhau à? Kiểm tra xem là có phải 4/3 không? 4/3, đúng rồi. Kệ nó thôi. Vậy thì nó suy ra, vậy thì nó suy ra số công nhân toàn phân xưởng, toàn nhà máy là ta lấy 144 con chia cho 3/10 được kết quả bằng 144 con nhân với 10/3, vậy kết quả bằng
chia 3 thì bằng 4, còn thứ 24 chia 3 bằng 8 bằng 480 công nhân. Vậy thì khi đó xong câu A, câu B này, tính số công nhân của phân xưởng 1, à phân xưởng của 1 là, à ok, câu B, số công nhân phân xưởng 1 là, từ cái tắt nhưng mà trong bài thi chúng ta đừng cái tắt nhé, số công nhân phân xưởng 1 đây là 480 phân nhân với 3 phần 10, 30%, đúng không? Vậy thì kết quả này rút gọn đi, như vậy là kết quả bằng 4824 cũng 114, à nó cũng bằng 114 giống như phân xưởng 3. Tính số công nhân phân xưởng 1, công nhân bằng 114 số công nhân. Câu C, tính tỷ số phần trăm của số công nhân phân xưởng 2 so với số công nhân phân xưởng cả nhà máy. Vậy thì bây giờ chúng ta biết tỷ số phần trăm thì chúng ta phải nhỉ? Của phân xưởng 2 thì con phải đi tìm được cái số công nhân của phân xưởng 2 đã. Nó là số công nhân phân xưởng 2 là số công nhân phân xưởng 2 thì bằng 4/3 số công nhân phân xưởng 1 thì là tất cả bằng 4/3 mà nhân với 144, đúng không? Rồi kết quả bằng 4 nhân với 28 với kết quả bằng 8 32 nhân 3 bằng 192, 4416 nhớ 3 trừ công nhân. Vậy thì ý như sau, tiếp theo mà hiện người ta bảo là tính tỷ số phần trăm số công nhân của nhà máy, à số công nhân phân xưởng 2 so với toàn nhà máy là, ta lấy gì, 192 phần là gì, 480, đúng không nhỉ? 140 ta vừa mới tìm được cái số công nhân toàn nhà máy ở đây nào, số công nhân toàn nhà máy ở đây là 480. Ok, kệ nó đi, chúng ta rút gọn cho ba à nhân 100%, như vậy là nó sẽ bằng 192 nhân 10 phần 48% bằng, rút gọn đi, rút gọn cho nhỉ, rút gọn cho ba thì bằng 664 nhân 10 phần 48, kết quả cho 6 thì bằng 8 nha, 8% ai chạy ngon quá, vậy bằng luôn 64 chia 8, rồi 64 chia 8 kết quả bằng 80%. Sao nhiều thế nhỉ? Phân xưởng 2 là 1. Sao đấy? À quên nhầm đấy. Mà sao nhiều thế, xích nhầm 60%. Đây kết quả là chia này đấy. Tí chết à, số 1/3 mà 3 cái này là bằng 16 thì cái này là, vậy thì kết quả là 64 chia 16 rồi bằng 4, bằng 40%, đúng không? 64 bằng 4, ok, 40%. À, 40% thì chúng ta ghi ra số nhé.
được chưa? Đáp số 40%. Ok, đến cái bài cái bài hình đấy, chúng ta phải cẩn thận nha, không bị sai. Cái bài toán này là bài toán nó rất là dễ nhầm lẫn xảy ra. Đấy, nhầm lẫn xảy ra rất là đáng tiếc. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa OX, vẽ hai tia OY và OT. Bài 4. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX, vẽ hai tia OY và OT. OX. Vẽ hai tia OY và OT sao cho góc XOY bằng 70 độ. 90. Thầy thì vẽ xin đây nhé. 70 độ. Đi. Thầy vẽ tương đối thôi. Và góc XOT bằng 125 độ. 125 độ. OT bằng 125 độ về cái góc này. Một trăm hai mươi độ. Vậy thì người ta bảo tính số đo của góc IOT. IOT bây giờ ta nói là trình bày như sau, trình bày cẩn thận nhá. Trên cùng trình bày đúng cái form nhá. Trên cùng mặt phẳng bờ chứa tia OX có gì nào, có góc XOY nhỏ hơn góc gì ạ, XOT mở đơn là 70 độ mà nhỏ hơn 125 độ. Vậy thì đấy là suy ra một cái tia nằm giữa hai tia. Suy ra tia gì, tia OY nằm giữa hai tia, tia OY nằm giữa hai tia OX và OT. Vậy từ đấy ta suy ra cái công thức của nó, đó là cái góc XOY cộng với góc IOT nó bằng góc XOT. Ta biết hai góc rồi, suy ra một góc còn lại. Vậy từ đấy ta suy ra cái góc IOT nó bằng góc XOT trừ đi góc XOY. Cái hai góc này là IOT nó sẽ bằng 125 độ trừ đi 70 độ, nó sẽ bằng 55 độ. Đúng chưa? Xong nhá. Đấy, chúng ta quy trình của bài toán chúng ta làm như thế. Tiếp tục vẽ góc ZOT kề bù với góc XOT. Vậy như vậy kề bù như vậy là kề bù thì là gì ạ? Vừa kề vừa bù. Đây là Z. Vậy thì nó tạo thành một góc bè là góc 180 độ nhá. Để xóa đi. Ta suy ra tổng chúng góc XOT cộng với góc T
bằng góc XOZ và bằng 180 độ. Đương nhiên 180 độ. Vậy từ đấy ta suy ra được góc ZOT sẽ bằng 180 độ trừ đi góc ZOT, trừ đi góc XOT, XOT mà XOT chúng ta biết rồi bằng 180 độ, mà còn trừ đi 125 độ, kết quả nó bằng 125 độ. Ok nhá. Mà giờ suy ra, tôi suy ra góc thì góc ZOT bằng góc gì? IOT cũng bằng 55 độ. Sao? Được chưa? Rất đơn giản thôi, có cái gì nữa? Không có cái gì là ghê gớm cả. Đấy nhá. Như vậy là cái góc này bằng gì ạ? Bằng 55 độ. Góc này chúng ta bằng 55 độ, vậy chúng ta xóa đi. Nhá, chúng ta xóa đi. Đấy. Cực kỳ ngắn gọn nha, cực kỳ ngắn gọn. Chúng ta nhớ là đề bài là chọn như nào, có biết đúng như vậy. Nhá, trình bày không phải rườm rà, không có được gì cả. Câu C. Câu C là cái câu mà nhiều bạn dừng hình, nhưng thực tế nó chả có cái gì là khó khăn cả. Người ta nói là TOT là tia quan sát của góc IOZ không? OT có phải là tia quan sát của góc IOZ không? Nếu OT là tia quan sát của góc XOZ thì bên IOZ thì chúng ta phải chứng minh được cái góc XOT bằng góc TOI và bằng với góc ZOI chia cho 2. Mà chúng ta vừa tìm được cái góc này bằng 55 độ rồi, góc này bằng 55 độ rồi. Bây giờ chúng ta đi chứng minh cho cái góc này ZOT bằng 2 lần 120 góc kia là xong. Ok chưa, là xong. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái sau. Cái này cực kỳ dễ, nó dễ lắm ý nhá. Nói nào, vì OX và OZ là hai tia đối nhau và XOI bằng 70 độ, ta để bài cho. Vậy từ đó suy ra cái góc ZOI nó sẽ bằng 180 độ và trừ đi 70 độ thì bằng 110 độ. 110 độ chia cho 2 thì bằng 55 độ, thì từ đó suy ra điều chứng minh. Còn việc rất là đơn giản thôi. Bây giờ câu C. Ok, giờ các bạn làm gì? OX và OZ là hai tia đối nhau. Ở đâu ra? Bởi vì cái góc XOT và góc TOZ là hai góc kề bù. Vậy thì kề bù thì nó có chung gì ạ? Nó có chung một tia và hai tia còn lại là hai tia đối nhau, chuẩn chưa? Đấy, hai tia đối nhau. Vậy thì nó sẽ suy ra. Từ đó suy ra. Góc XOZ đương nhiên bằng 180 độ, ta nhắc lại thôi nhá, nhắc lại cái điều này thôi. Mà góc XOY bằng 70 độ. Vậy thì nó suy ra suy ra góc gì ạ? Góc IOZ nó sẽ bằng góc gì ạ? Góc XOZ trừ đi góc gì ấy, XOI. Đấy, vì cuối cùng là hai góc kề bù đúng không? Là cùng có cùng tia là OZ rồi đúng không? Vậy thì nó bằng 180 độ trừ đi gì? Trừ đi 70 độ. Vậy thì bằng 110 độ. Bằng 110 độ chưa? Bằng 110 độ thì nó sẽ ra. Từ đó suy ra góc gì? Góc Z OT bằng góc TOI. Vậy bằng góc gì? Bằng góc gì? Bằng góc IOZ chia ra 2 và bằng ở đây là bằng 55 độ. Đúng không? Cái này bằng 110 và chia ra 2 thì bằng 155 độ. Vậy thì nó có suy ra. Đó ta suy ra thì OT là tia quan sát là tia quan sát
FOI. Đến đây các con lưu ý với thầy này. Rất nhiều học sinh là thấy là cái góc kiểu góc ZOT bằng với góc DOI bằng với 55 độ tư duy là thì mình ra luôn sai luôn. Nhà sai, bởi vì chúng ta chưa biết được cái góc ZOI nó có gấp đôi hay không. Nhá. Nếu chưa chúng ta không nêu cái đó thì chúng ta không được điểm. Nhớ đấy là có những cái chúng ta nhận sai sơ suất, những cái lỗi rất là nhỏ thôi, nhưng kéo theo thì chúng ta mất điểm một cái điểm rất là lớn. Thế chúng ta phải cẩn thận đấy, có phải dựa vào cái định nghĩa của nó, nó là gì ạ? Thi văn giác thì nó gì ạ? Nếu OI là thi văn giác của cái góc XOZ thì góc XOI cộng với góc IOZ bằng góc XOZ chia cho 2 đấy nhá, chia cho 2. Ok chưa? Thì chúng ta mới khẳng định được nó là thi văn giác. Chúng ta đặc biệt chú ý nhá, có nhiều bạn chủ quan nhìn đến là ừ dễ thế, nhưng mà khi mà làm bài thì kiểu gì cũng phải mắc lỗi kéo theo độ điểm nó thấp, đấy là điều đương nhiên. Nên chúng ta phải bắt tay vào chúng ta làm để xem cho chúng có vướng mắc ở đâu hay không, có gì bài đúng theo cái quy chuẩn hay không nhá. Khỏi ở trên lớp giáo viên người ta bắt bẻ rất là kinh khủng nhá, một lỗi rất nhỏ thôi người ta có thể trừ điểm, chúng ta không được cãi, bởi vì đấy là cái nguyên tắc rồi nhá, đấy là nguyên tắc của thầy không hiểu ý kiến nhá. Giáo viên ở trên lớp trừ điểm của thầy thì luôn luôn ủng hộ, luôn luôn ủng hộ, thầy không bênh học sinh của mình đấy. Rồi chúng ta đi về cái chúng ta làm cái bài số nhỉ? Bài số 5 là cái bài án điểm tối đa. Bài số 5 là bài án điểm tối đa thì bài cái đề này thì người ta lại cho hai câu, người ta cho hai câu. Con nhớ này là một cái điều vô cùng quan trọng trong việc đi thi, đó là về nguyên tắc câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Đoạn nào chưa làm thì để chống ra, đừng có đại bỏ hết. Nghĩ được cách nào thì hắn viết, không nghĩ được thì đừng có viết. Và đặc biệt lưu ý, bài cuối chúng ta đừng quá quan tâm. Câu cuối khó quá đừng quá quan tâm. Chỉ khi nào chúng ta thừa thời gian, chúng ta mới nghĩ đến nó và chúng ta bắt tay vào thực hành. Cứ chắc thí điểm rồi phải nghĩ đến câu 10. Đừng có bạn nào mà ham hố chưa làm cái câu 8 điểm, ta đi làm cái câu 10 điểm, đó là cực kỳ sai lầm nhá. Của những cái bạn gọi là thánh tướng nhá, thánh tướng nên là điểm không bao giờ cao được nhá. Về que làm được câu cuối cùng là điểm 5 điểm 6 điểm 7. Chả giải quyết được cái gì nhá. Các con phải đặc biệt chú ý thấy ai điểm cao hơn người giỏi hơn. Được chưa? Ai điểm cao hơn người giỏi hơn, chứ không phải là ai làm được câu cuối được người giỏi. Nhớ là điều đó. Và đương nhiên là đầy hướng đến cái điểm mới, nhưng mà với điều kiện là những cái bạn nào mà có tư chất thì mới nhận, thì chúng ta mới nghĩ, còn không thể bỏ qua bài nào ăn được chúng ta. Bài câu A là so sánh. Câu A bài nào so sánh yếu thức A và 7 có 2 có 10 số to thế nhá. Nhiều bạn nhìn số nữa bằng rồi tính làm sao được, máy tính nó chả tính được nhá. Trừ đi 1. Và B bằng 7 có 2 có 10 và cộng với 1. 7 có 2 có 12. Đối với bài toán này mà có tư chất mà nghe một lần thì cực kỳ dễ hiểu. Chúng ta thấy này, ở đây này 2010 cộng 1, ở đây là 2011 trừ đi 1, bên này 2011 cộng 1, dưới này là 2012 trừ 1. 2012 lớn hơn 2011 là 1, 2011 lớn hơn 2010 là 1. Để làm nó thì thầy sẽ khuyến khích như sau, chúng ta đưa về cái thằng số của thằng tử số giống như thằng mẫu số cho thầy nhá. Sau đó thực hiện một cái phép chia, đó là công thức này A cộng trừ B mà chia cho C ấy, thì nó sẽ bằng A trên C cộng hoặc là trừ đi B chia cho C. Nhớ đây, thằng số chúng ta học nó 4 lần
Xong chưa? Vậy thì để làm được điều này, để hướng đi là nói để làm được điều này, thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta nhân cả A và B với 7. Nếu ta nhân A với 7 thì cái này nhân 7 thì có phải là bằng 7 mũ 2 không 11 đâu. Cộng 7 đó thì nó ra đúng cái số mũ chưa? 7 mũ 2 không 11 nhân 7 là 7 mũ 2 không 12 ra đúng cái mũ này chưa? Ta đúng mục đích của mình, đúng ý chưa? Ok chưa? Vậy thì từ đây ta suy ra điều gì? Ta suy ra 7 nhân A. Khi ta so sánh 7A với 7B thì đương nhiên ta sẽ so sánh được A với B đúng không? Đó, được chưa? Vậy A sẽ bằng gì? Bằng 7 nhân với 2 không 11. Tại sao vậy? Bởi vì cái này nhân với 7 thì bằng 7 mũ 2 không 11. Cộng với thì 7 nhân với 1 thì bằng 7. Đúng chưa? Phần 7 mũ 2 không 11 mà trừ đi 1. Và 7 nhân B bằng 7 mũ 2 không 12 mà cộng với 1 phần 7 mũ 2 không 12 và trừ đi 1. Vậy làm thế nào đúng không? Đây, vậy làm thế nào đúng không? Bây giờ có thế này. Vậy thì cái này có thế này, nó bảo vậy thì giống như vừa đấy, cả đường vừa phân tích rồi. Cái thứ hai này, đưa con tử về giống này con mẫu thầy nhá. Vậy thì bằng cách là tách ra thôi, thì bằng 7 mũ 2 không 11 mà con trừ đi 1, con trừ đi 1 mà chỗ này là dương 7 có phải cộng 8, chia cho 7 mũ 2 không 11 mà con trừ đi 1. Vậy ở đây có phải là A không? Cả cái mọc này là A và cái 8 là B và cả cái này là C. Vậy thì kết quả đây nó sẽ bằng gì? Cái này chia cho cái này thì kết quả bằng 1 cộng với gì? 8 phần gì? 7 mũ 2 không 11 mà trừ đi 1. Tương tự cái này cũng vậy. Và cái này cũng vậy là bằng gì? Bằng 7 nhân với B. Vậy thì nó bằng 7 mũ 2 không 12 mà trừ đi 1 đóng 1 không thầy. Và cộng với 8 đúng không con? Chia cho gì? 7 mũ 2 không 12 mà trừ đi 1. Vậy thì kết quả lấy cái này mà chia cái này bằng 1. Bằng 1 cộng với cái này mà chia cái này thì cộng với gì? 8 phần 7 mũ 2 không 12 và trừ đi 1. Con lưu ý này này, hai cái này bằng nhau giống nhau chưa? Giống nhau rồi. Hai cái này giống nhau chưa? Giống nhau rồi. Do vậy là chỉ cần so sánh giữa cái tử này, cái mẫu này với cái mẫu này là xong. Cái mẫu nào càng lớn thì cái phân số nó càng bé, đúng không? Từ đó suy ra 7A hay là 7B thằng nào lớn hơn, đúng không? Cực kỳ dễ, đến đây là dễ rồi, đúng không? Vậy ta nói là để V dấu cộng thứ nhất, dấu cộng tiếp theo là V 7A không 12 lớn hơn 7A không 11, điều hiển nhiên. Vậy từ đó suy ra hiệu của chúng là 7 mũ 2 không 12 và trừ đi 1 đương nhiên phải lớn hơn 7 mũ 2 không 11 và trừ đi 1, đúng không? Nó cùng trừ đi một số thì đương nhiên là xong chưa? Vậy thì cái phân số mà cái mẫu số càng lớn thì cái phân số nó càng bé. Vậy từ đó suy ra 8 phần gì? 7 mũ 2 không 12 và trừ đi 1 nó sẽ nhỏ hơn 8 phần 7 mũ 2 không 11 và trừ đi 1. Đồng nghĩa với việc từ đấy nó suy ra điều gì? Từ đó nó suy ra 7A lớn hơn gì? 7B. Đúng không? Đúng chưa? 7A lớn hơn 7B. 7A lớn hơn 7B thì từ đó nó suy ra điều gì? A phải lớn hơn gì? Lớn hơn B. Hiển nhiên chưa? A lớn hơn B. Ta vậy, ta ghi nổi vậy. A lớn hơn B. Hiểu chưa? Vậy thì từ đây tôi đúc kết lại như sau. Từ đây tôi cứ gặp cái bài toán này là ta tìm mọi cách để ta đưa cái thằng tử số về giống hệ con mẫu số cho thầy, lũy thử nó bằng nhau. Ví dụ như là lũy thử ở đây là 2009 và cái này là mà là chỗ này là 2007, con nhân với gì? Con nhân với 7 địa phương như thầy, tức là nhân 49A với 49B thì nó có kết quả lại tách ra lại giống hệ con này, được chưa? Để so sánh cái phần bù của nó đấy chưa? Nhá, số phần bù của nó là chúng ta sẽ nhận. Đây là bài toán mở rộng của chương trình lớp 4 nâng cao thôi chứ không có cái gì là
nha. Ta đi làm cái câu gì ạ? Cái câu ta đi làm cái câu B. Câu B, câu B của bài năm. Tìm ích, biết một phần 20 cộng 1 phần 44 cộng 1 phần 77 cộng chấm 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 cộng với 2 phần x nhân với x cộng 3 nó sẽ bằng 101 phần 770. Con chú ý này, đây là bài toán nâng cao của chương trình lớp 4 nhá, chương trình lớp 4, bài toán tiền ích. Đây là bài toán tính tổng phân số có quy luật. Vậy thì tại sao chúng ta phải tìm được nhìn được quy luật của nó? Chúng ta nên nhìn cái con cuối này. X cộng 3 hơn x là 3 đơn vị. Hiểu chưa? Vậy thì mẫu lớn trừ mẫu bé mà đa tử số thì phân số đó sẽ bằng 1 trên mẫu bé trừ đi 1 trên mẫu lớn. Vậy thì lúc này ta ước là ở trên tử là con số 3 không phải con số 2 thì đẹp quá. Và nếu mà trên tử là con số 3 thì tất cả cái này chúng ta tách cái mẫu thành hai con mẫu này thành hai con mẫu. Nhưng cái nào mà chúng nó mẫu lớn trừ mẫu bé là chúng ta đạt được 3. Chỗ này không phải là 3 mà chắc chắn là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta nhìn như sau đó. Chúng ta đưa con 3 lên đây nhá. Chúng ta đưa con 3 lên đây để thay thế con 2. Vậy thì đồng nghĩa là con 2 là thay ra ngoài. Vậy thì con đặt con 2 ra ngoài. Tương đương, lúc này ta lấy là đặt 2 ra ngoài. Ta đưa con 3 ra tử số, vậy thì ta phải chia cho 3 nhân với con nghĩa là mở ngoặc. Tại sao lại thể làm như vậy? 3 phần trên này nó có 2 mà thì đặt là 2 thì ta phải chia cho 2. Chia cho 2 thì tức là ta 20 nhân với 2 thì bằng 40. Đúng không? Có thế này. 2 giúp cộng cho 40 cộng 20 đúng chưa? 3 giúp cộng cho 3 đúng chưa? Chính xác chưa? Dạ đúng rồi. Tương tự như thế, con đưa con 3 lên đây là và con phải nhân với con mẫu là 2 tức là 88. Tại sao chúng ta làm như thế? Thì tí nữa là chỉ cho chúng ta luôn này. Cái này nhân với 2 là bằng 4 bằng 154 cộng chấm 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 cộng với là đặt 2 ra ngoài rồi, đặt 2 ra ngoài rồi. Con đặt 2 ra ngoài rồi nhá, thì chỗ này không phải nhân với 2 nữa nhá, không phải nhân với 2 nữa. Và con đặt 3 nên tiên tử cũng thay thế con 3 nữa. Tính thì nó tiếp tục 3. Tại sao vậy? 3 với 3 hết. Đấy, nghĩa là 2 nhân với 1 bằng 2. Đúng chẳng đề bằng, phải toán. Đó, kết quả là 101 bằng 770. Bây giờ thầy còn lấy cái bài toán này để cho các em lớp 5 cô thi và 6 chất lượng cao là bây giờ ra rồi, tại sao như thế này thì nói là ra rồi nhỉ? Tách còn các con mẫu này thành hai con số mà nghiệm của chúng bằng 3. Cái này là 5 nhân 8 đúng không? 8 nhân 11 đúng không? 11 trừ 8 bằng 3. Tương tự như vậy đúng không? Và ra chưa? Ngon rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ ra 2 phần 3 nhân với gì nào? Là 3 phần gì? 5 nhân 8 cộng với 3 phần 8 nhân với 11 cộng với 3 phần đương nhiên là 11 nhân với 14 rồi nha, cộng với 108 cộng với là 3 phần x nhân với x cộng 3 nó bằng với 101 phần 770. Có thế này, có thể thế này giờ chúng ta làm nhanh như vậy là chúng ta là đào là nhanh là bằng 1 phần 5 trừ đi 1 phần x trừ 3. Tại sao thế? Để chứng minh này 2 phần 3 nhân với là 1 phần 5 trừ đi 1 phần 8 nhé, cộng đi cộng 1 phần 8 trừ đi 1 phần 11 cộng 1 phần 11 trừ đi 1 phần 14 cộng với chân nhân cộng với 1 phần x trừ đi 1 phần x cộng 3 tức là 1
Ok chưa? Có thế này, tất cả các vị con giữ thì khử hết đi. Như vậy kết quả là 2/3 nhân với 1/5 trừ đi 1/x+3 nó sẽ bằng 101/770. Đến đây nhiều bạn đã tính trong ngoặc trước sai là tự nhiên là thành hơi nhá. Như vậy là tính này cứ coi cả cái ngoặc này nó là gì, là thừa số thôi, 1/5 trừ đi 1 nó sẽ bằng 101/770. Con chia ra hàng ta, tức là con nhân với 3/2. Xong chưa? Ok chưa? Vậy thì kết quả ở đây, kết quả ở đây nó bằng khoảng 3/3 chia ra gì? 0 4 1 5. Vậy thì lúc này ta suy ra 1, từ đó suy ra là 1/x+3 nó sẽ bằng 1/5 mà trừ đi 3/3 chia cho gì ạ? 1/5 4/0. Đương nhiên 1/5 4/0 này là một số chung nó chia cho 5 rồi. Vậy thì 1/x+3 nó sẽ bằng, có chia cho 5 thì cái này bằng 3 1/5 4/0. Vậy thì kết quả sẽ bằng 5 chia cho 1/5 4/0. 5 chia cho 1/5 4/0 thì bằng gì? Bằng 1/3/8. 3/8 chia cho 5 3/8 ra rồi đấy nha. Bây giờ con thấy này, con thấy này, ở đây như vậy là từ đấy suy ra 1/x+3 nó sẽ bằng 1/3/8. 1 bằng 1 chưa? Từ bằng từ đấy nó suy ra đó là x+3 = 3/0/8. Vậy từ đó suy ra x nó sẽ bằng 3/0/8 và con trừ đi 3, đây là x sẽ bằng 3/0/5. x+3/0/5 xong chưa? Các kết quả là vậy, x sẽ bằng 3/0/5 đó. Như vậy là chúng ta thì chúng ta đã làm trọn vẹn được một cái đề thi của trường Lương Thế Vinh năm 2017-2018. Qua đây thì kinh nghiệm cũng chữa luôn cho chúng ta một số câu. Thế thì nó rồi. Như thế là chúng ta đó, chúng ta cố gắng chúng ta ôn thật kỹ những cái bài từ đối với trước, và chúng ta phải rút được kinh nghiệm nha, rút được kinh nghiệm để chúng mình đó là chúng ta hay sai ở đâu nhỉ, để mà khắc phục, để có cái kỳ thi đạt kết quả cao.